Rồi, chào các bạn trở lại với channel. Thì hôm nay em có cái Mitsubishi Attra bản số sàn. Xe này thì bên em lên sóng khá nhiều rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mới có xe về thực tế để quay cho các bác. Chắc là chỉ có duy nhất một cái nhược điểm là số sàn thôi. Còn lại thì giá thành hay là cái sử dụng thì cho em đánh giá con này 9 đến 10 điểm trên thang điểm tiết kiệm của Nhật. Lăn bánh hoàn thiện. Em này vào khoảng tháng 12 năm 2022 như em đang quay, nó sẽ dao động vào khoảng 425 triệu. Giá niêm yết thì sẽ là 380 triệu đồng. Hiện nay thì cái xe nó về khá ít nên là cái khuyến mại không được tốt như thời điểm trước. Tuy nhiên thì tại thời điểm này với cái tầm tiền này thì thay vì việc mình tìm những con xe cũ, xe lướt đấy, mình có thể lựa chọn cân nhắc cái bản Attra MT này. 425 triệu có thể được tặng kèm thêm một chút phụ kiện nếu mà để đi lại chạy dịch vụ taxi đấy, gọi là cày tiền thì chắc là em nghĩ con này vẫn ok. Thứ nhất là vì mình có cái số tiền bỏ ra ban đầu nó nhỏ, chỉ hơn 400 thôi đó. Cái thứ hai là mình có một chiếc xe số sàn, đi lại thì tiết kiệm, nó gọi là vô địch. Xe này thì đã được quảng cáo marketing về độ tiết kiệm rất nhiều rồi. Các bác lần đầu xem video thì hơi lạ, tuy nhiên thì Mitsubishi sẽ để nguyên cái màn hình các thứ trước khi bàn giao cho khách hàng nhé. Đấy, xe sẽ tháo hết như này. An toàn của Nhật mà, tiết kiệm của Nhật. Tất nhiên thì với cái bản số sàn thì mình giá rẻ này, mình sẽ không có cruise control các thứ đâu. Chỉ đơn giản là lên xe, nổ máy và đi thôi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một chiếc sedan B trừ hai đầu. Đó, giá thì cực kỳ rẻ. Ngoại thất thì đây, trước la răng còn đẹp hơn nhiều xe 6-700 bản thiếu. Công nghệ đèn tất nhiên là sẽ đèn halogen bình thường. Với các bác tham khảo các phiên bản còn lại thì chúng ta còn hai phiên bản Attra số tự động là CVT và Premium. Hai phiên bản này sẽ lăn bánh lần lượt là 505 triệu và khoảng 530 triệu có thương lượng ở thời điểm này nhá. Mình đang có nhu cầu tìm mua xe Attra, Mitsubishi Attra sedan hai đầu ở bản thiếu hay bản số tự động thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em. Giá lăn bánh từ khoảng 420 triệu, 505 và 530 triệu. Thật sự rất hợp lý cho anh chị nào tham khảo một xe so sánh với con hạng A như là i10 hoặc là Morning. i10 thì hiện nay nó đâu đó vào khoảng 4.7, 4.8 với bản full lăn bánh tại Bắc Ninh, Bắc Giang. Còn em này thì khá ok đấy. Đây mình test thử. Em vừa chỉnh ghế lái cho người ngồi phía trước khoảng 1m8 và hàng ghế thứ hai là mình sẽ cố định nhé. Tuy nhiên thì xe này nếu mà để chở khách các thứ là mình ok. Đây, nếu mà mua xe này cày tiền thì thời điểm lãi cao như này các bác liệu có vay mua để cày tiền không nhỉ? Con Attra giá quá hợp lý, hơi thiếu option tí thôi. Đấy, xe này còn có sẵn camera lùi nhé. Xe Nhật thì nó sẽ thường ít cảm biến. Và như các bác mua để trang bị đâu đó khoảng 5-7 triệu phụ kiện nữa là nó sẽ đi được. Hợp lý không ạ? Ở bên cạnh nó màu đỏ số động nhé. Đây mình có thể thấy với phiên bản số động thì cái đèn khác đi một chút. Đó. Bản tự động này thì như em đã nói hai bản là 500, hơn 500 triệu lăn bánh, khoảng 530 triệu. Cụ thể như là các bác xem video ở trên kênh giúp em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.